mình muốn vẽ thêm một cái lửa vào đây Đó. Trời ơi Các bạn nhìn xem Nó có rất là nhiều thứ để mà giúp cho các bạn tối ưu cho nhu cầu công việc Dạ Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn kỹ hơn về những cái trải nghiệm và suy nghĩ của mình về các tính năng Galaxy AI mới trên chiếc Z Fold 6 này nhá Và ngay phần đầu tiên này thì mình thực sự rất là nóng lòng để mà chia sẻ luôn với các bạn về tính năng Sketch to Image. Mình chọn Galaxy AI và chọn phát thảo thành ảnh. Tính năng này là kiểu các bạn vẽ một cái hình họa nào đấy bên trong cái hình ảnh gốc Rồi sau đó thì AI nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh cuối Y như thật mà các bạn không nhận ra là nó được tạo ra bằng AI luôn nhá Và để mà cho các bạn dễ hình dung hơn thì bây giờ mình sẽ bấm tạo Sôi, các bạn nhìn này Đổ bóng y như thật đúng không ạ Và theo kinh nghiệm của mình thì thường 90% thời gian mình sẽ chọn được một cái bức ảnh ưng ý nào đó Rồi mình sẽ vẽ một cái mũ ở đây Vẽ vòng cung như thế này Ừ. Tạo. Trời ơi. Các bạn nhìn xem Ôi Dã man Nhìn giống thực sự luôn ý Zoom vào Giống chưa giống chưa Dã man thật sự luôn Cái hay ở đây nhá là AI nó cũng sẽ dựa vào những cái bối cảnh trong không hình Và tạo ra một chiếc mũ có phong cách rất là giống so với cả chiếc vòng đúng không ạ Nhìn ảo thực sự luôn Ví dụ thứ hai là ảnh hôm trước mình và anh em trong team có đi cắm trại thì bây giờ mình muốn vẽ thêm một cái lửa vào đây Đó. và như các bạn có thể thấy rằng là cái hình lửa này của mình nó cũng rất là khó để mà tưởng tượng nhưng mà như lúc đấy mình cũng đã có nói rồi là ai nó sẽ phân tích dựa vào cái bối cảnh trong khung hình để mà biết được rằng là a à, bọn này nó đang đi nhóm lửa có cái bếp phía bên dưới rồi ai nó sẽ kết hợp với cả cái phần hình họa của mình để mà tạo ra một cái bức ảnh cuối sao cho đúng ý với cả cái người vẽ nhất thì các bạn cũng sẽ đợi vào khoảng là từ 10 cho đến 15 giây Đây 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 Nhìn thật chưa Ở đây có cả củi luôn này <laughs> Rồi mình cũng sẽ vẽ thêm một cái mũ nha Tạo Rồi Giống chưa giống chưa giống chưa Kiểu nó cũng rất là phù hợp với cả cái bộ quần áo mà anh này đang mặc luôn và thậm chí táo bạo hơn nữa thì các bạn có thể vẽ cả cá mập trong rừng được luôn nhé hoặc là nếu như các bạn không biết vẽ cái gì thì có thể khoanh tròn cái tòa nhà này để mà ai tự tạo cho bạn một tòa nhà kiểu khác và tin mình đi càng dùng tính năng này các bạn sẽ càng cảm thấy nghiện vì bạn sẽ có thể thỏa sức sáng tạo và tạo ra được một cái bức hình có chất lượng là cực kỳ cao và thậm chí là không ai biết bạn đang sử dụng ai luôn cơ mà ngoài ra thì nếu như các bạn để ý thì tính năng này nó sẽ dùng tiện hơn ở trên những chiếc máy mà có màn hình lớn như là Galaxy S24 Ultra hay là Galaxy Z Fold 6 đối với cả S24 Ultra thì nó sẽ có cả bút S Pen nên các bạn có thể là vẽ ở một cái mức độ chính xác là cao hơn còn đối với cả Z Fold 6 thì nó cũng đã có một cái màn hình rất là lớn thì bạn có thể là vẽ tay ngục ngoạc lên cũng được này <laughs> à, và nếu như mà muốn có một cái mức độ chính xác cao hơn nữa ấy, thì bạn sẽ phải mua bút ở bên ngoài nhé và nhờ có tính năng sketch to image thì tự nhiên đợt này mình rất là hay dùng cái tính năng xóa vật thể tính năng này ngày xưa được nói rất là nhiều nhưng mà thực tế thì mình lại rất là ít dùng tuy nhiên bây giờ công cụ chỉnh sửa hình ảnh nó đã toàn diện hơn bạn có thể vừa thêm vừa có thể bớt nên là thường khi nào mà mình muốn thêm một cái gì đó thì mình cũng sẽ tiện tay để mà xóa luôn vật thể thừa ở trong background đi ví dụ như là ảnh này mình xóa luôn cái bạn đang sử dụng máy vi tính thì ai nó xóa đúng chuẩn chỉ còn mỗi cái bạn nhá cực kỳ gọn và cái ngạc nhiên ở đây ấy, là AI nó cũng sẽ phân tích cái đèn ở trong phòng để mà đổ bóng cho cái bàn luôn nha Mà cái ảnh gốc ấy thì nó không hề có một chút bóng nào luôn Vậy mà ảnh cuối nó lại có bóng ở trên bàn Các bạn thấy hay chưa? Còn đối với cả ảnh nào mà các bạn chụp người chụp chân rông ấy thì chúng ta sẽ còn có tính năng studio chân dung ở đây nữa. Đây cũng là một cái trải nghiệm mới của Galaxy AI nhưng mà cái này thì mình cũng chưa biết ứng dụng ở đâu cả. Và nhìn nó cũng không giống so với cả ảnh gốc lắm. Đại ý là nó sẽ có một cái nét gì đó thôi, có mũ, có kính nhưng mà rất là khó để mà nhận ra còn ở bên trong ứng dụng nốt thì bạn có thể chuyển hình vẽ tay thành các định dạng như là màu nước minh họa phát thảo vân vân mình thấy đây cũng là một tính năng rất là hay nhé nó làm cho cái nốt của các bạn trở nên sinh động hơn rất là nhiều nhưng mà mình mong muốn là samsung nên đưa cái tính năng này thành một công cụ ở trên one ui để mà ứng dụng nào liên quan tới vẽ thì cũng sẽ dùng được thay vì cho mỗi samsung nốt thì bạn bắt buộc sẽ phải sử dụng samsung nốt thì mới ứng dụng được tính năng này nha đặt trước Galaxy Z Fold 6 tại OneWay. Bên cạnh các chương trình khuyến mãi nhân dịp đặt trước, thì hiện tại OneWay cũng đang có chương trình COCO tháng 7. Tại đây các bạn sẽ có hơn 100 sản phẩm công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá lên đến là 6 triệu nhé. Kết hợp với cả chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên tới đã 2 triệu rưỡi nữa. Và mọi thông tin chi tiết về chương trình cũng như là mức giá cuối cùng thì các bạn có thể bấm vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả trong video ngày hôm nay nhé. Đó là một số tính năng sáng tạo vui vẻ. Ngoài ra thì mục tiêu ứng dụng AI của Samsung còn là để giúp cho các bạn ứng dụng cho nhiều công việc nữa. Một số trải nghiệm mà có lẽ các bạn cũng không còn xa lạ gì nữa rồi Ví dụ như là khả năng dịch hay là tóm tắt ở bên trong ứng dụng Samsung Internet Và mình thường dùng để mà tóm tắt lại những cái bài báo nào quá là dài Thì bây giờ các bạn sẽ có một vài những cái ý chính ở đây nắm bắt thông tin rất là nhanh nhé Còn đối với cả khả năng dịch thì cái trải nghiệm này cũng được Samsung làm rất là tốt Ví dụ như là các bạn kéo đến đâu thì AI nó sẽ Dịch dần dần đến đấy Ngoài trình duyệt Samsung Internet ra Thì khả năng dịch cũng được ứng dụng ở một vài những cái app khác của Samsung Ví dụ như là app ghi chú hay là app ghi âm Trong app ghi âm thì nó cũng sẽ có khả năng Chuyển giọng nói thành văn bản Ví dụ như ở đây thì mình đang có một cái đoạn ghi âm trước đó này Đó, nói đến đâu thì Nó sẽ có cái hiệu ứng animation chạy theo chữ đến đó Đây là khả năng chuyển giọng nói thành văn bản các bạn muốn tóm tắt thì chọn vào đây thì nó cũng sẽ tóm tắt ra những cái ý chính và chia ra các mục header một cách rất là trực quan còn nếu như các bạn muốn dịch thì các bạn có thể là bấm vào cái icon ở đây chuyển tiếng anh sang tiếng việt nhá đó thấy chưa thấy chưa còn đối với cả ứng dụng ghi chú thì nó cũng sẽ có galaxy ai ở đây ví dụ như là bây giờ các bạn sẽ có thể là tự động định dạng tóm tắt sửa lỗi chính tả dịch mình sẽ thử demo với cả tự động định dạng tiêu đề và dấu đầu dòng thì AI nó sẽ bắt mình chọn hết tất cả các chữ ở đây Ok, kéo lên Và khi mà kéo lên thì Chiếc Galaxy Z Fold 6 này nó sẽ có một cái phản hồi dung nhá Cảm giác thích thật sự luôn à, Cái này mình đang nói về phần cứng nhá Chứ không nói gì đến những trải nghiệm Galaxy AI đâu Rồi, tạo bố cục văn bản Và sau khi AI xử lý xong Thì các bạn sẽ còn có thêm một vài những cái định dạng nữa Đó, đây này Được chưa? Hay chưa? Tuy nhiên thì mình vẫn muốn là Samsung nên nâng cấp những cái tính năng dịch hay là tóm tắt này thành cái công cụ chung để mà bất kể một cái app nào được cài trên chiếc Galaxy Z Fold 6 này nó cũng sẽ có thể tận dụng được Galaxy AI. Ví dụ như là ngoài dịch được trong ba cái ứng dụng kể trên thì mình cũng còn có nhu cầu dịch ở các file tài liệu PDF, Word. Bởi vì như các bạn để ý thì thường những cái bài paper hay là những cái bài research thì đều ở trong file pdf ví dụ như ở đây thì mình đang có một cái bài research về chủ đề disruptive innovation của đại học harvard chẳng hạn nó được lưu dưới dạng pdf nên là hy vọng rằng samsung sẽ mở rộng cái khả năng tóm tắt ở những cái định dạng tài liệu khác nhau nữa thì như vậy số lượng ứng dụng tận dụng được galaxy ai nó sẽ thành không giới hạn luôn đúng không ạ thực ra thì ở galaxy ai mới nó còn có một cách thức khác để bạn có thể dịch được bất kể bên trong một cái ứng dụng nào bất kể một cái định dạng nào hay là các bạn có thể đảo dịch trong mail tài liệu file pdf chẳng hạn và nó đã được tích hợp bên trong công cụ circle to search bây giờ mình sẽ giữ vào nút home thì nó sẽ có một cái icon dịch ở đây và khi mà mình bấm ui nhanh thực sự luôn thì các bạn có thể thấy rằng là tất cả những cái chữ ở đây nó sẽ được dịch hết từ tiếng anh sang tiếng việt rất là tiện đúng không ạ ngay cả ở đây thì nó là một cái hình ảnh nhá Thì nó cũng sẽ dịch hết cả cái chữ ở trên hình ảnh luôn Tuy nhiên thì tính năng này sẽ chỉ dịch được nội dung ở trên một cái màn hình thôi Chứ không dịch toàn bộ tài liệu của các bạn được nhá Bù lại thì do cái màn hình của chiếc Z Fold 6 này nó cũng rất là lớn Nên là mình thấy rằng là cái lượng thông tin mà nó dịch được nó cũng rất là nhiều nhá Và khi mà mình dùng thực tế thì mình cũng thấy rất là hài lòng Đấy Cá nhân mình thì mình rất là thích Samsung tạo ra những cái công cụ tổng thể như vậy. Thì bây giờ số lượng app mà tận dụng được những cái tính năng trong bộ công cụ Galaxy AI nó sẽ thành không giới hạn luôn. Nói về kiểu công cụ tổng thể như thế này ấy, thì ngoài Circle to Search ra ở bên trong Galaxy AI nó cũng sẽ còn có công cụ hỗ trợ chat được tích hợp ngay ở bên trong Samsung Keyboard. Bạn có thể ứng dụng AI để mà viết bất kể ở mail, ở status Facebook, miễn là dùng Samsung Keyboard là được. Năm nay thì Galaxy AI nó cũng được nâng cấp thêm tính năng công cụ soạn thảo. Ví dụ như là các bạn bảo là AI viết cho tôi một cái status buồn vì đội tuyển Anh đã để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024 thì AI nó cũng sẽ tạo chữ cho các bạn luôn nhá. Đấy. Hay là viết mail xin nghỉ việc. Chọn email này cái này khá là giống so với cả chat gpt hay là google Gemini đúng không ạ là nó sẽ có thể là dựa vào những cái yêu cầu của bạn để mà tạo ra một cái đoạn chữ nào đó nhưng mà cái số lượng chữ mà nó tạo ra thì cũng sẽ chỉ ở mức vừa đủ mà thôi à, Chứ ví dụ như là khi mà mình bảo viết email xin nghỉ việc vào khoảng là một nghìn từ ấy thì nó sẽ không tạo ra được như là chat gpt hay là google Gemini nhá cơ mà nếu như mà dùng để mà viết email hay là facebook thì mình cảm thấy rằng là quá là đủ rồi và đấy là một số công cụ AI để mà tối ưu cho nhu cầu công việc. Ngoài ra, công cụ phiên dịch viên AI cũng đã được tối ưu giao diện cho màn hình gập. Ví dụ như là bây giờ bạn nói một bên rồi chữ và âm thanh sẽ dịch và hiển thị ở cái màn hình ở bên kia. Hay là tính năng dịch trực tiếp khi mà gọi điện thì ở đây cũng là một tính năng mà đã có ở trên những phiên bản trước đó rồi. Ở trong setting thì bạn cũng sẽ có thể chỉnh được là có tắt giọng của của bạn hay là tắt giọng của người đầu dây bên kia hay là không. Tức là lúc này là bạn và người bên kia sẽ chỉ nghe được bản dịch mà thôi chứ không nghe được giọng nữa nhé. Và có thể thấy rằng là Samsung cũng tùy biến khá là sâu ấy chứ đúng không ạ? Rồi, và đó là những cái trải nghiệm của mình về những tính năng trong bộ Galaxy AI mới Mình thấy rất là những tính năng này nó có rất là nhiều thứ để mà giúp cho các bạn tối ưu cho nhu cầu công việc Và ngoài ra thì những cái trải nghiệm của nó cũng khá là vui vẻ Đặc biệt là những tính năng sáng tạo hình ảnh ấy, nó cũng rất là vui vẻ đúng không ạ? Và thậm chí là các bạn cũng có thể là tận dụng nó để mà tối ưu cho nhu cầu uh, công việc sáng tạo của các bạn được luôn Bởi vì cái hình ảnh trả về nó quá là thật đi Ờ còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những cái tính năng này thì hãy cùng comment phía bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.